Em cầm cái chén lên nha, em cầm chén lên khéo rũ nha, em cầm chén lên đi. Đó kìa, anh hai kìa, nó học họ học em kìa, em bày cho cầm chén lên ăn kìa. Trời ơi, con gái em vẫn giỏi kinh trời. Bóc vô cho em. Dục dục, bỏ bỏ cái khác vô. Kẹp cái đũa lại cho em miếng nè. Chú trang võ trời ơi. Bé ăn chi đó? Ăn vô, à, ăn vô. Em giỏi chưa? Con gái ba giỏi nhất. Giỏi hơn mô luôn. Ôi chui trời, giỏi hơn mô luôn đó. Gắp được kìa, nó gắp bún được kìa. Bà bỏ thêm bún dài vô cho em gắp đi. Bỏ vô rồi, bỏ cho em xí mắm. Đó, ba bỏ mắm vô ra cho em nè. Giỏi chưa? À, giỏi chưa? Con gái bà giỏi quá. Con gái bà giỏi hơn thằng Jumo luôn á. Chà, quá giỏi luôn hì. Đừng gặp em. Chà, quá giỏi luôn. Em tự ăn được luôn đó. Em ăn bún nữa không? Mày bỏ thêm bún rồi bỏ mắm vô cho em. Hả? Chà, chà, gứa thầu chơi dở quá rồi. Chù, chà,